Con kính thưa cha và cộng đoàn, con là Mara Nguyễn Thị Hà ở Gia Lai. Con bỏ chúa 20 năm thì con đi lấy chồng Minh Lương. Dạ, bỏ con bao nhiêu tuổi? 40 tuổi ạ. 40 tuổi mà 25 năm bỏ chúa. Bao nhiêu? 20 năm bỏ chúa, một nửa đời người. Và khi thì 60 tuổi, 35 năm bỏ chúa. Cô này 40 tuổi, 20 năm bỏ chúa. Và bây giờ đây là những giọt nước mắt của Augustino. Chúa ơi, con yêu Chúa quá muộn màng. Con đã chạy theo những tạo vật, chạy theo những loài mà Chúa dựng nên, mà con quên mất chạy đến với chính Chúa là đấng dựng nên muôn loài đó. Anh chị em mình nhiều người đã chạy theo những cái mà Chúa dựng nên mà quên mất tạ ơn Chúa vì chính Chúa là đấng dựng nên cái đó thì ta quên. Cho nên ta bỏ Chúa những giọt nước mắt của ngày hôm nay. Thưa anh chị em và thưa các bạn trẻ, chúng ta hãy mau quay về với Chúa. Những ai còn đang xa lìa Chúa, đừng để như Augustino mà phải nói: Chúa ơi, con yêu Chúa quá muộn màng. Sao con được ơn quay trở về? Con nghe mai con mắc bệnh, cái bệnh ung thư. Con mắc bệnh ung thư gì? Ung thư tuyến giáp và u, có u máu ở gan. Và con được mẹ con và các cô bác đi từng đi lễ về, có mách bảo cho con nay đi xuống nhà thờ lễ đến này, nay con đúng 20 năm này, nay con mới bước vào nhà thờ. 20 năm hôm nay mới là ngày bước vào nhà thờ. Với nếu chú không để cho căn bệnh là u tuyến giáp và u mạch máu gan thì có lẽ giờ này cô vẫn còn đang chạy theo thế gian, chạy theo những loài Chúa dựng nên mà không quay về với Chúa. Thưa anh chị em, những giọt nước mắt thật là đẹp, những giọt nước mắt của lòng thương xót Chúa ngày hôm nay đang kêu mời những ai còn đang chạy theo tà thần, chạy theo thế gian, chạy theo tiền bạc, hãy quay về với lòng Chúa thương xót đi. Đây, một người 20 năm với 40 tuổi đời hôm nay lần đầu tiên bước vào giáo đường với những giọt nước mắt, với những lời tạ ơn làm chứng về lòng thương xót Chúa. Hallelujah! Hallelujah! Cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Để con biết lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Và đây là tràng chuỗi lòng thương xót. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con những giọt nước mắt của lòng thương xót. Và con được cái gì của Chúa.